Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay rất vui khi được làm việc tiếp tục để trao đổi với mọi người về môn vật lý của tuyển sinh 247. Chắc là tầm 2 tháng rồi. Mình có một cái khóa mình phải đi học quân sự ở trên ngoại thành. Ở bên ngoại thành không thể về đây trao đổi cùng các bạn được. Thì bây giờ là các bạn qua Tết rồi. Qua Tết rồi thì chắc là hầu hết các trường ấy, mà chủ yếu là các trường và một số lớp khối A ấy, hầu hết chắc là đã dạy xong chương trình vật lý 12 rồi nhỉ? Hoặc là chắc là chỉ còn một số cái chương cuối là chưa dạy thôi. Nên là mình sẽ tập trung, nếu mà chữa thì mình sẽ tập trung chữa mấy cái chương đầu và mấy cái chương ở giữa. Còn về mấy cái chương cuối ấy, thì có thể là mình sẽ chỉ nói qua, nếu mà các bạn hỏi thì mình có thể nói qua về cái hướng bài tập. Còn về sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Hôm nay thì mình có đưa thử một đề lên đây thì một lát nữa mình sẽ chữa cái đề này. Về cái đề đại học ấy, hôm nọ có một số bạn hỏi mình là về cái giảm tải của chương trình vật lý 12 ấy, thì là cái giảm tải của vật lý 12 mà các bạn nghe ví dụ như thầy cô giáo nói chẳng hạn, thì đấy là chủ yếu, đấy chắc là do thầy cô giáo dự đoán đề là sẽ không ra cái phần đấy thôi, chứ còn theo chỉ thị của Bộ Giáo dục với lại là kinh nghiệm ôn thi của mình năm ngoái thì là nó sẽ không, đề thi đại học sẽ không bỏ qua cái phần nào của vật lý 12 cơ bản cả. Tất cả các phần chương, các chương ấy của vật lý 12 cơ bản ấy thì sẽ tập trung, sẽ thi hết chứ không bỏ qua chương nào đâu. Trước tiên thì mình sẽ chữa trước mấy câu lý thuyết, chọn một số câu lý thuyết để mình chữa. Có một số câu là chỉ cần, có một số câu thì không cần suy luận, thì những câu đấy là các bạn nên đọc lại sách giáo khoa. Còn mình chỉ chữa một số câu mà có thể chỉ ở mức thông hiểu thôi, chứ không chữa những câu quá dễ. Còn nếu mà bạn nào mà có thắc mắc gì thì cứ comment ở phía phần box chat, mình sẽ đáp. Để đi thử lần một. Thì câu đầu tiên mình chọn đó chính là câu 3. Trong quá trình truyền sóng, trong môi trường này, vận tốc A, vận tốc truyền sóng không phụ thuộc vào tần số của sóng. B, vận tốc truyền sóng không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng. C, các phần tử vật chất của môi trường dịch chuyển theo sóng. D, pha dao động không đổi trong quá trình truyền sóng. Các bạn lưu ý cách mình đọc đề nhá. Đọc tách các ý ấy, tách các chữ hoặc là nhấn mạnh cái chữ nào ấy, thì lưu ý cách đọc đề như vậy thì mình sẽ không, hầu hết những cái như này mình không đọc, không thể nào đọc hết, đọc nhanh. Nếu mình đọc thầm ấy thì thường thường là chỉ đọc lướt qua những cái ý chính thôi và nhấn mạnh cái nào. Với lại theo kinh nghiệm ấy thì thường thường nó sẽ sai ở chỗ nào thì mình sẽ biết được đáp án nhanh, chứ không đọc rồi hiểu thì nó cũng hơi mất thời gian. Vận tốc truyền sóng không phụ thuộc vào tần số của sóng. Thì có bạn bảo là cái công thức là vận tốc truyền sóng không phụ thuộc vào tần số sóng. Vận tốc này V sẽ bằng lambda nhân F. Thì có bạn bảo là V có công thức như này thì có nghĩa là suy ra là V phụ thuộc vào tần số của sóng đúng không? Nhưng mà cái đấy không đúng đâu nhá. Nếu mà V ấy, nó phụ thuộc vào tần số của sóng khi phải chỉ khi cái này này nó là hằng số. Chứ còn cái lambda này không phải hằng số nên là cái V sẽ không phụ thuộc vào cái này, mà chính xác công thức này phải viết là V bằng F bằng V trên lambda thì đúng hơn, hoặc là lambda bằng V trên F. Cái vận tốc của nó ấy, nó chỉ phụ thuộc vào
bản chất của môi trường truyền sóng thôi, ví dụ như là độ đàn hồi này, nhiệt độ này, vân vân. Đấy thì đáp án A là đáp án sai. Đáp án A là đáp án đúng. Vận tốc của truyền sóng không phụ thuộc vào tần số của sóng. Câu B, vận tốc của sóng không phụ thuộc vào môi trường sóng. Câu này sai này. Vận tốc của sóng có phụ thuộc nhé. Các phần tử vật chất của môi trường di chuyển theo phương theo di chuyển theo sóng. Câu này đã được chứng minh từ cái bài mấy bài đầu học về chương sóng cơ rồi. Cái bèo di chuyển nhấp nhô trên mặt nước đấy, khi có sóng đấy nó chỉ nhấp nhô thôi chứ không theo sóng. Còn nếu mà ở quê có bạn nào hồi tuổi thơ có hay chơi thả thuyền ấy mà thấy thuyền nó di chuyển ấy thì đấy là do gió nhá, gió chứ không phải do sóng. D, pha dao động không đổi trong quá trình truyền sóng. Cái này là hiển nhiên sai rồi. Pha dao động nó là cái omega t cộng phi ấy, omega t nó t là tham số nên t là ẩn nên là nó sẽ thay đổi. T thay đổi thì cái góc phi nó sẽ thay đổi. Câu này sẽ trả lời bạn A, vận tốc truyền sóng không phụ thuộc vào tần số sóng. Câu số 9, chọn câu sai này. Trong dao động điện từ dao động điện từ trong mạch LC là dao động tắt dần bởi vì A, có dòng Foucault trong lõi thép của cuộn dây. Câu này đúng này, có dòng Foucault. Nếu mà không hiểu thì có thể xem lại kiến thức của lớp 11 về cái dòng điện Foucault này. Đọc lại sách lớp 11. Câu B, có tỏa nhiệt do điện trở thuần của dây dẫn. Đúng, bởi vì là có bài nó cho nếu mà có điện trở nhá. Nếu mà có điện trở có dòng điện chắc chắn sẽ có tỏa nhiệt. Mà tỏa nhiệt nó làm mất năng lượng thì cái đấy nó sẽ là dao động tắt dần. C, có sự chuyển hóa giữa năng lượng từ tụ điện sang cuộn cảm. Mạch dao động LC nào nó cũng có sự chuyển hóa năng lượng từ tụ điện sang cuộn cảm. Cái mình học ở chương trình 12 đó là cái mạch dao động LC lý tưởng đúng không? Có nghĩa là không có sự tỏa nhiệt ở trên là nó là dao động điều hòa, cũng có sự chuyển hóa năng lượng từ tụ điện sang cuộn cảm nhưng nó là dao động điều hòa chứ không phải dao động tắt dần, nên cái C này không phải nguyên nhân để cho cái dao động LC là dao động tắt dần. D, có bức xạ sóng điện từ. Cái này đúng thì đáp án là đáp án C, có sự chuyển hóa năng lượng từ tụ điện sang cuộn cảm. Đây không phải, cái câu này đúng nhưng mà nó không phải nguyên nhân để cho cái mạch LC động tắt dần. Câu số 15 này. Một con lắp lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hòa, khi vật từ vị trí cân bằng ra điểm giới hạn thì A, thế năng của vật giảm dần. Sai, thế năng của vật tăng dần. Bởi vì là cái thế năng nó lắc như này thì cái ở biên nó cao nhất đúng không? Thì thế năng của nó lớn nhất. Còn B này, chuyển động của vật là chuyển động chậm dần đều. Đáp án B với đáp án C ấy, chuyển động của vật là chậm dần đều này. C là vận tốc của vật giảm dần đều. Hai cái này là sai. Nó sai chữ đều. Bởi vì nó chỉ chuyển động chậm dần thôi, chứ nó không đều. Nếu mà đều ấy, thì gia tốc phải không đổi. Nhưng mà trong điều hòa thì gia tốc có thay đổi, nên nó không phải là chậm dần đều, nhanh dần đều, mà nó chỉ là chậm dần hoặc nhanh dần thôi. Đây là hai cái mà nó hầu như rất nhiều đề thi học nó sẽ hỏi về cái chậm dần đều, mà ai mà không để ý cái từ đều ấy thì là có thể là chọn đáp án sai đấy. Nên là nếu mà đọc đề thi học ấy, đây là cái từ khóa này, đều, thì cái từ đều ấy, mọi người lưu ý cái từ này nhá. Nhìn cái này là biết là nó sẽ sai rồi. Câu D, hợp lực tác dụng như vật đó có lượng lớn tăng dần. Thì cái hợp lực tác dụng lên vật, cái hợp lực ấy, cái hợp lực nó chính là cái lực mà gây ra điều hòa. Tổng hợp tất cả các lực ấy, tác dụng như vật nó sẽ gây ra vật tác dụng điều hòa. Chính vì thế cái hợp lực đấy nó chính là cái lực phục hồi hoặc là lực kéo về. Thì lực kéo về nó sẽ có độ lớn lớn nhất là ở biên, còn độ lớn nhỏ nhất là ở vị trí cân bằng.
F bằng MA đấy. A ở biên là lớn nhất, đúng không? A là A tiếp tuyến đấy. Câu 36 này. Phát biểu nào không đúng trong dòng điện xoay chiều trên đoạn mạch có tụ điện có đặc điểm là A đi qua tụ điện. Đúng, dòng điện xoay chiều cái tụ điện ấy nó cho dòng điện xoay chiều đi qua nhưng mà nó không cho dòng điện một chiều đi qua. Câu B không sinh ra điện trường biến thiên. Câu này sai, chọn án B này. Từ từ mình sẽ giải thích. Câu C là không tiêu hao điện năng do tỏa nhiệt. Cái này sai. Bởi vì bình thường là cái C nó sẽ không, nếu mà chỉ là nguyên là tụ điện C ấy, thì nó sẽ không có tỏa nhiệt, nhưng mà bởi vì cái không có cái vật liệu nào lý tưởng mà không có điện trở cả. Nên là cái cứ có điện trở, cái C ấy, cái tụ điện ấy nó có điện trở nhưng mà điện trở nó rất nhỏ đấy. Có nghĩa là cứ có một cái vật dẫn nào đấy mà có dòng điện đi qua thì chắc chắn là sẽ có tỏa nhiệt. Chỉ cần có dòng điện là chắc chắn sẽ có tỏa nhiệt rồi, bởi vì không có cái vật nào mà R bằng 0 cả. Đáp án D, biến thiên cùng tần số so với điện áp, cái này đúng này. Câu B sai ấy, là nếu mà không có, không bao giờ tồn tại độc lập điện trường, cũng không bao giờ tồn tại độc lập từ trường, mà ở tụ điện là có điện trường đúng không? Thì điện trường nó sẽ, điện trường biến thiên sẽ tạo ra từ trường. Hai cái này nó sẽ luôn đi liền với nhau đấy, không có cái môi trường nào. À, điện trường và từ trường không bao giờ tồn tại độc lập với nhau. Đây là một nhận xét, mọi người lưu ý cái nhận xét này. Đấy là một số câu lý thuyết mà cần phải hiểu thêm một chút. Còn những câu lý thuyết kia thì nó chỉ là ở trong xe giáo khoa. Đọc lý thuyết ở trong xe giáo khoa là có thể làm được rồi. Còn nếu mà bạn nào có hỏi câu lý thuyết nào nữa thì comment vào box chat. Bây giờ thì mình sẽ đi chữa những cái câu mà các bạn hỏi ở trên này. Bây giờ là cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà mọi người cảm thấy rất quyết tâm đấy. Cái giai đoạn này thì hầu hết là chúng ta đã học gần xong chương trình rồi, cũng gần thi đại học rồi, bây giờ là tháng 3 rồi. Chứ đừng để đến những cái giai đoạn cuối, giai đoạn ôn thi cấp tốc. Như theo kinh nghiệm của mình ấy, thì năm ngoái là cái giai đoạn này là cái giai đoạn mình học nhiều nhất, chứ không phải là giai đoạn cuối. Cái giai đoạn cuối nó bị chi phối bởi nhiều cái lắm, kiểu như là 12 năm học cấp 3 rồi lo lắng về tương lai sau này có đỗ đại học hay không, với lại là ra trường, nhớ thầy, nhớ cô. Có khi lại có bạn tỏ tình nữa thì thế nên là cái đoạn này cố gắng tập trung học. Còn giai đoạn cuối thì có thể là gần nhất là gần thi ấy, thì nên giải lao chứ không nên học quá nhiều những cái giai đoạn này, bởi vì cái đợt đấy là nó rất áp lực. Đầu tiên mình sẽ chữa những cái một số câu các bạn hỏi và sẽ đưa ra một cái. Mình không thể chữa hết được tất cả những câu này trong vòng một tiếng được, nên là mình sẽ chữa một số câu các bạn hỏi thôi. Và sẽ đưa ra một số, từ từng câu mình sẽ rút ra một số cái kinh nghiệm của mình. Bây giờ là đến lúc là chúng ta học làm nhanh rồi, học tích lũy kinh nghiệm dần dần để có thể là về sau đi làm đề. Câu số 1 này. Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, hai khe ion cách nhau 0.3 mm, cách màn hứng vân giao thoa 3 m. Thí nghiệm sử dụng ánh sáng trắng có bức sóng từ 0.4 đến 0.75 micromet. Trên màn quan sát thu được các dải quang phổ. Bề rộng của dải quang phổ thứ hai từ vân sáng trắng trung tâm là A 7 mm, B là 2.5 mm, C là 5 mm và D là 6 mm. Thì câu này sẽ có hai vấn đề. Một là dải, nói về cái dải quang phổ ấy.
Các giải quang phổ thì các bạn có internet thì nên tra Google nhé, nên lên Google để tra giải quang phổ giao thoa khe dương ấy, giao thoa ánh sáng trắng của khe dương thì nó sẽ cho các bạn cái hình ảnh giao thoa ánh sáng, nó sẽ cho cái hình ảnh của cái quang phổ ấy. Còn mình sẽ minh họa ở trên này. Vẽ trên này thì chỉ vẽ được đơn giản thôi chứ không có màu sắc như ở trên đấy được. Câu 1. Thì thứ nhất là giải quang phổ này. Đây sao ra đây, đây là cái màn chắn nhá. Cái màn chắn thì đây là vật sáng trung tâm này. Bài này mình dựa giả sử nhá, giả sử này. Tất cả y giả sử nhá. Ví dụ giả sử có bài toán này, giả sử này. D bằng 1 này. Cái này không xảy ra đâu nhưng mà mình giả sử thôi. À, để cho nó dễ tính thôi, A bằng 1 này. Thì chúng ta sẽ có là y bằng d d lambda trên a và suy ra y bằng lambda để cho nó dễ tính nhá. Thì cái y đỏ ấy, y đỏ đây là 0.4 alo, y tím là 0.4 này, y 1 này, đây là vân sáng tím thứ nhất này, đây là thứ hai này là 0.8 này và thứ ba là 1.2 này và thứ tư là 1.6 này. Đấy, cứ dần dần lên là 2.0. Còn cái đỏ, đỏ thứ nhất này, đỏ nhất là 0.75 này. Cái thứ hai là 1.5 này. Đấy, thì là cái nó hỏi cái giải quang phổ thứ hai đúng không? Giải quang phổ thứ nhất là sẽ là cái đỏ thứ nhất đến cái tím thứ nhất thì nó là đây này. Đỏ thứ nhất đây, đỏ thứ nhất này, cái tím thứ nhất này thì nó là khoảng này. Đây là giải quang phổ thứ nhất. Còn giải quang phổ thứ hai là nó sẽ từ đỏ thứ hai đến tím thứ hai. Đỏ thứ hai là từ 0.8 đến tím thứ hai là 1.5. Đây sẽ là giải quang phổ thứ hai này. Đấy, đấy chính là giải quang phổ thứ hai. Rồi đến là 2.25 đúng không? 2.25 này. Nhân tiện đây thì mình cũng nói luôn là có bài tập nó sẽ hỏi là cái khoảng trùng nhau giữa hai giải quang phổ. Thì các bạn thấy nhá, cái giải quang phổ thứ hai là từ đây đến đây. Còn giải quang phổ thứ ba là sẽ là từ 1.2. 1.2 này. Đến 2.25. Đây là giải quang phổ thứ ba đây. Thì các bạn có thấy là nó sẽ có sự trùng nhau giữa cái này, đoạn này này. Cái đoạn này nó có trùng nhau này. Đây, đề bài nó sẽ hỏi cái đoạn này. Nó hỏi là độ dài của cái đoạn này là hỏi là quang phổ thứ hai, quang phổ thứ ba nó trùng nhau, độ dài trùng chồng chập nhau ấy giữa hai cái quang phổ đấy thì nó sẽ chồng chập nhau từ 1.2 đến 1.5. Là bằng 0.3. Đây có sẽ bài, có bài sẽ hỏi cái khoảng này. Còn về bài này thì là bài này nó hỏi là tính được bề rộng quang phổ thứ hai thôi. Đây giải bài tập nhá, giải này. Đây là vấn đề 1 này. Vấn đề 1 là giải quang phổ. Vấn đề 1. Nhớ hình ảnh cái giải quang phổ nhá, lên Google để tra hình ảnh thì sẽ nhìn rõ hơn. Thì trước tiên để làm bài này thì đầu tiên là phải đổi đơn vị đúng không? Đổi hết về thứ nhất là đổi đơn vị này. Đổi đơn vị thì các bạn tự đổi nhá. Xong dùng công thức là khoảng cách ấy, mình gọi là delta x đi.
thì sẽ bằng 2 nhân với y đỏ trừ đi y tím. Rồi áp dụng công thức là sẽ ra thôi. Đúng không? 2 y đỏ thì nó chính là đây. Theo cái như này thì 2 y đỏ nó là 0,8. Còn 2 y tím, à được, 2 y đỏ là 1,5. Còn 2 y tím nó sẽ là 0,8. Nhưng mà đây là bài này là D bằng 1 với M bằng 1, còn bài kia thì nó chỉ thay số vào thôi. Thì cái này khó, hay bị nhầm lẫn cái là cái đổi đơn vị, đúng không? Bây giờ nếu mà mình đổi đơn vị thì mình phải đổi đơn vị cả. Như bài này là không có cái đơn vị nào là mét. À, nó chỉ có D là mét thôi. Còn hai cái kia, hai cái đơn vị kia chúng ta phải đổi. Nhưng mà có cách khác là như mình tổng hợp tất cả các bài thi từ trước đến giờ ấy, thì nó sẽ không nên đổi đơn vị về mét, mà mình nên đổi đơn vị khác. Để áp dụng công thức này, vấn đề 2. Đổi đơn vị. Các bạn thấy nhá, công thức này y này bằng d lambda trên a. Bây giờ mình giả sử nhá, giả sử đơn vị của d là mét này. Mét này, đơn vị của lambda là micromet này. Đơn vị của a là milimet. Milimet. Thì mét nhân micromet là 10 mũ trừ 6, 10 mũ trừ 6. Thì cái này nó sẽ là 10 mũ trừ 3, đúng không? Thì đơn vị ở đây sẽ là milimet. Chính vì thế mà bây giờ mình sẽ không đổi các đơn vị này về mét nữa, mà mình sẽ đổi các đơn vị này như sau. Mình sẽ đổi cái D này này. Đổi đơn vị này, D. D về mét này. Lambda về micromet này. Và A về milimet. Y về milimet. Mà hầu hết tất cả các bài nó đều cho đơn vị như này rồi, thì không mấy bài phải đổi đâu. Mà có, nếu mà có bài phải đổi ấy, thì mình thường thấy là nó sẽ đổi về lambda. Có bài nó cho lambda về nanomet. Mà như vậy thì mình chỉ cần đổi một đơn vị từ nanomet về micromet thôi. Nhưng mà hầu hết theo như mình được làm từ trước đến giờ thì đa số là các bài nó sẽ cho các đơn vị này thì chúng ta không phải đổi nữa. Như bài này chẳng hạn, bài này thì nếu mà để hết đơn vị như này thì không phải đổi nữa. Tự nhiên chúng ta sẽ tính được ra rồi cho nó thẳng vào đơn vị là milimet thôi. Câu này thay số vào đáp án sẽ là đáp án A. Bạn hỏi mình câu 8 à? Một chút nữa mình sẽ chữa câu 8, bây giờ mình sẽ chữa câu 2 trước. Hôm qua có bạn hỏi mình câu 2. Một con lóc lò xo đang nằm cân bằng trên một mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng là 37 độ so với phương nằm ngang, tăng góc thêm 16 độ thì khi cân bằng lò xo dài thêm 2 cm, bỏ qua ma sát, lấy g 10 m trên dây bình, tần số góc dao động riêng của con lóc khi mặt phẳng nghiêng đã tăng thêm 16 độ là. Đọc xong đề bài này nó hỏi tần số góc là omega, đúng không? Omega nghĩ ngay công thức là omega bằng căn k trên m hoặc là bằng căn bậc 2 của g trên delta l. Nhưng mà bài này là có mặt phẳng nghiêng nhá. Con lắc này con lắc lò xo này đậu trên mặt phẳng nghiêng nên công thức omega của nó sẽ bằng căn bậc 2 của g sin alpha trên delta l. Bên câu 2 này. Bài này hỏi omega này bằng, thì mình sẽ phải viết công thức omega ra. Nó hỏi cái gì thì mình nên gợi nhớ lại những công thức đấy. Và bằng g sin alpha trên delta l. Thì các bạn thấy nhá, đề bài câu này nó cho là
nó cho góc alpha này và nó cho cái lò xo dài thêm 2 cm, thì mình nghĩ ngay là g sin alpha là có alpha này, và độ dài dài thêm thì mình sẽ nghĩ ngay là đến cái delta l. Thì cách thứ nhất thì chúng ta sử dụng cái này, cái omega này sẽ không thổi không đổi đúng không, bởi vì k là không đổi nhá, độ cứng không đổi này, khối lượng không đổi, thì omega 1 sẽ bằng omega 2. Và trong trường hợp góc alpha như thế nào đi chăng nữa thì cái omega thì cái omega này không thay đổi, nên chúng ta sẽ có là cái delta l này trên g sin alpha, delta l 1 trên g sin alpha 1 bằng delta l 2 trên g sin alpha 2. Tại sao mình không để cái g sin alpha trên delta l, mình lại đổi ngược lại? Bởi vì là mình thấy nhá, cái bên dưới là hằng số này, cái alpha 2 biết này, alpha 1 biết này, g với g gạch chéo đi với nhau là hết này, thì bên dưới nó là hằng số. Mà nếu mà theo các bạn mà nếu mà dùng ship sâu nhiều ấy, dùng ship sâu giải phương trình nhiều ấy, thì ẩn ở dưới mẫu, nếu mà để ẩn ở dưới mẫu ấy, bao giờ cái giải phương trình của nó cũng chậm hơn. Nên là lưu ý nếu mà dùng ship sâu ấy để giải các bài toán ấy, thì nên đảo các ẩn lên trên tử, nên delta l là ẩn mà, thì sẽ suy ra được này, delta l, delta l trên sin alpha 1, sin alpha 1 là 37 độ thì phải, ừ, 37 độ bằng delta l. Ban đầu nếu mà để 36 độ nó cũng có delta l nhá, nhưng mà khi mà chuyển thêm 16 độ nữa thì nó sẽ dài thêm, thì chúng ta sẽ cộng vào 0.02. Nhớ đổi đơn vị nhá, mình sẽ không viết đổi đơn vị ra đâu. Các bạn đổi đơn vị ấy, thì trong đề là mình tô ra một cái tờ khác đúng không, nên đổi đơn vị thì các bạn nên làm ghi luôn lên bên trên ấy. Còn nếu mà bạn nào nhẩm được đơn vị thì không phải ghi lên bên trên, còn nếu mà không thì ví dụ đề bài nó cho là cho chiều dài lò xo thêm 2 cm chẳng hạn, thì mình có thể ghi bên trên này là 0.02, đổi tất cả các dữ liệu này lên thì ghi lên bên trên. Hoặc ví dụ như là bài dòng điện xoay chiều chẳng hạn, nó cho l bằng 1 trên pi chẳng hạn, thì mình viết ZC, không phải viết ra nháp, cái ZC ra nháp rồi nhá. Mà ví dụ F bằng 50 đi, đề bài cho này thì nó khi nó viết như này thì mình viết ngay lên bên trên là ZC 100 pi, thì ghi số 100 luôn trên này. Thì nhiều lúc như vậy sẽ nhanh hơn là ghi là ZL bằng 100 ohm ghi ra nháp, thì nó sẽ lâu hơn, mất thời gian hơn đấy. Mình phải tối đa cách viết. Sin alpha 2, alpha 2 là bằng 37 cộng 16 thì bằng 53. Rồi từ cái này mình sẽ giải delta L, biết được delta L này, biết được góc, biết được delta L này, từ cái này giải được delta L đúng không, phương trình một ẩn mà. G này biết này, G cho bằng 10 mét trên dây bình phương, sin alpha, alpha biết, thì chúng ta sẽ tính được omega thôi, thì là omega. Mà omega của bài này ra đáp án là 10 radian trên giây. Cái cách này là kiểu như là khi đọc đề bài ấy, là mình có thể nhắm mắt mà làm luôn cái cách như này. Còn có một cách thứ hai, cách này là còn có một cách thứ hai là mình suy nghĩ một chút xong biến đổi linh hoạt lên, nó sẽ nhanh hơn cách này mà không phải dùng giải phương trình. Bấm máy tính của cái này sẽ lâu hơn mà, nó cũng lằng nhằng, nên có thể là nếu mà bạn nào bấm máy tính mà không thạo ấy, thì bấm phương trình này cũng có thể sai. Nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn theo cách 2 là sử dụng cái hình ảnh rồi gọi alpha này, giả sử cái lò xo này nhá, thì nó sẽ chịu hai lực, đó là lực, đây gọi điểm này là điểm O đi, mình vẽ ra đây cho nó dễ nhá, điểm O này nó sẽ chịu tác dụng của hai lực, lực nhất là lực P này và lực thứ hai là lực đàn hồi, đàn hồi đây, ép đàn hồi thôi, ép đàn hồi. Thì cái lực P này nó sẽ phân tích theo hai hướng, đó là phản lực N này
đây là phản lực N này. Và đây là P1 này. À, mình gọi cái này là P2 đi. Còn cái này sẽ là P1 này. Đây là P1 này. Cái này cân bằng đúng không? Cân bằng thì tổng hợp tất cả cái này sẽ là bằng 0. Thì sẽ suy ra được là F đàn hồi bằng P1. Cái P1 sẽ chính bằng P nhân với sin của alpha. Góc này bằng góc alpha này. Góc này bằng góc alpha đấy. Vậy bằng góc này, này. Nếu mình dán cái này vào đây thì mình sẽ chứng minh được cái góc alpha hai góc đấy bằng nhau. Sẽ suy ra được F đàn hồi. À đâu, chính xác hơn là cái này bằng 0. Hãy sẽ F đàn hồi bằng P1 thì bằng P1 bằng P nhân sin alpha. Chính là mg sin alpha đấy. Mình ghi luôn mg sin alpha. Thì lần sau nếu mà các bạn tưởng tượng được hình biến đổi như này thì về sau có thể là không nhớ cái công thức, nhưng mà không nhớ luôn cái công thức này. Nhưng mà nếu mà bạn sử dụng hình như này thì về sau mình sẽ nhớ được luôn cái công thức này. Công thức này thì sẽ suy ra được là F đàn hồi được tính bằng công thức K nhân delta L đúng không? Sẽ bằng mg nhân sin alpha. Từ cái này ấy, thì mình sẽ suy ra được hai phương trình. Thứ nhất là K này delta L bằng mg nhân với sin của góc alpha. Alpha ở đây là alpha thứ nhất là 37 độ. Còn cái thứ hai đó là K nhân delta L cộng với 0,02, bởi vì cái thứ hai nó dài hơn là 0,02 mà, bằng mg nhân sin của 53 độ. Được chưa? Mình sẽ suy ra được hai cái này nhá. Thế vậy thì đề bài nó hỏi là yêu cầu tìm cái căn K trên M. Mà tự nhiên là bây giờ nhá, từ cái này này, K delta L này, mình nhân tung cái này ra thì sẽ nhận ngay được cái là K delta L bằng mg sin alpha. Thì sẽ suy ra được này. Suy ra này, mg sin của 37 độ cộng với 0,02 sẽ bằng mg nhân sin của 53 độ. Thì mình sẽ chia nó để xuất hiện K trên M đúng không? Thì mình sẽ chia cả hai vế này cho G. Chia cả hai vế cho G. Đây, K trên à đâu, quên. Xuất hiện K trên M thì mình sẽ chia cả hai vế cho M. Trên M này. Trên M. Đấy, nó xuất hiện K trên M đúng không? Còn lại tất cả những cái hằng số này đều biết ở G biết này. Sin 37 độ với sin 53 độ với 0,2 thì chúng ta sẽ tính được K trên M. Từ K trên M thì chúng ta sẽ căn bậc 2 của nó sẽ là omega thôi. Cái này này, đây là cái cách này là cách là cái này chúng ta tưởng tượng này. Tưởng tượng tốt này. Tưởng tượng dùng hình ảnh và thế linh hoạt. Thế phương trình linh hoạt đấy, có nghĩa là dạng phương trình linh hoạt đấy. Còn cái này thì không phải suy nghĩ gì mấy. Cái này thì chỉ cần là bấm máy tính tốt thôi. Đấy, có hai cách thì các bạn, ví dụ như là bạn nào mà bấm máy tính tốt hay là tưởng tượng tốt giải phương trình thì các bạn có thể lựa chọn hai cách này. Thì như theo mình viết thì các bạn có thể thấy là cái cách thứ hai nó sẽ lằng nhằng hơn đúng không? Nó viết dài dòng hơn, nhưng mà đây là mình đưa ra cách giải để các bạn biết thôi, chứ nếu mà các bạn sử dụng được cái cách 2 rồi ấy, thì cái cách 2 nó sẽ nhanh hơn cách 1 đấy. Bởi vì cách 1 cần phải tính delta L xong rồi còn bấm máy tính nó sẽ lâu hơn. Theo kinh nghiệm của mình thì mình sẽ làm cách 2.
câu 8. Bây giờ mình sẽ đi chữa câu 8. Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 0,2 kg và lò xo có độ cứng K bằng 10 N trên mét này. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo, ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 12 cm, rồi buông nhẹ để con lắc tự động tắt dần. Khi đến vị trí lò xo bị nén nặng 8 cm này, vật có tốc độ bằng 40 căn 2, lấy G bằng 10 m trên giây bình phương. Khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ nhất, vật có tốc độ là, nó hỏi là tốc độ của vật khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng. Vị trí lò xo không biến dạng là vị trí cân bằng ban đầu, mà nó là vị trí cân bằng khi vị trí cái này không phải tự động tắt dần nhá, nhưng mà cái này nó tắt dần nên đấy nó không phải gọi là vị trí cân bằng đâu, nó là vị trí lò xo không biến dạng. Bài này có thể là nhầm ra đáp án là các bạn tính omega max, v max, nhưng mà cái khi qua vị trí này không phải là v max đâu nhá. Mình đã từng hướng dẫn một bài về tự động tắt dần. Cái tự động tắt dần ấy thì các bài tập của nó, nói chung là hầu hết nó là những bài tập khó của cái chương tự động. Nó cũng hơi khó hiểu. Thì bây giờ mình sẽ đi hướng dẫn cái bài này. Tự động tắt dần này. Cái tự động tắt dần, cái mà sử dụng nhiều nhất của cái tự động tắt dần ấy, đó chính là cái công thức biến thiên. Biến thiên cơ năng. Câu 8. Cái công thức sử dụng nhiều nhất ấy, đó chính là công thức về biến thiên cơ năng. Công thức A này, công này là công của lực ma sát này. Mình gọi nó là A ma sát. A ma sát sẽ bằng V cap ban đầu, không chính trước và V cap trước. Bởi vì không nhất thiết là bài này là ban đầu, nhưng mà các bài khác phải là ban đầu. V trừ V cap sau. Thì cái A ma sát được tính bằng công thức bằng V bằng G trên K này, hoặc là F cản. F cản, nhưng mà bài này nó là ma sát. Thì mình ghi cụ thể nó luôn là ma sát. Khi mà nhân F nhân F, đúng không? Còn V kép trước, cái V kép nó được tính bằng động năng và thế năng. Thì cái V kép trước nó sẽ bằng 1/2 K X bình cộng 1/2 K Y bình. 1/2 K X bình cộng với 1/2 MV bình. Mà cái bài này ở ban đầu nó ở vị trí nén 12 cm. Thì mình dùng luôn công thức là V kép trước là bằng 1/2 K A bình nhá, bởi vì vận tốc bằng 0 mà. 1/2 K A bình. A bình là A ban đầu đấy. A ban đầu khi cho tắt dần ấy, chưa dao động qua cái bên kia ấy, thì nó sẽ A của nó sẽ bằng 12 cm. V kép sau của nó, cái năng lượng sau của nó ấy, là cái năng lượng tại vị trí 8 cm ấy, vị trí nén 8 cm ấy. Thì cái năng lượng đấy ấy, nó được tính bằng công thức 1/2 K X bình cộng 1/2 MV bình bằng 1/2 K X bình cộng 1/2 MV bình. Thì bài này nó cho này, K này, K biết này, M biết này, V biết này, X và A. Thì cái X, cái A này, cái A thì là 12 cm rồi, còn cái X nó bằng bao nhiêu? Cái X thì nó sẽ bằng 8 cm, nó bằng -8 cm. Bởi vì là các bạn khi mà nó chưa dao động sang bên kia ấy, thì các bạn luôn luôn lấy cái dữ kiện là giả sử là nó dao động điều hòa nhá. Còn nếu mà nó đi qua cái vị trí cân bằng rồi ấy, thì cái A nó sẽ giảm và X nó sẽ thay đổi. Nên bài này A X sẽ bằng 0,08 -0,08 này. V sẽ bằng 0,4 căn 2 này. A sẽ bằng 0,12. Đấy, mình thay vào F là đi từ -12 đến -8. -12 đến -8 thì là đi mất 4 cm, thì nó là 0,04. 0,04 thì thay số vào tính ra F ma sát hình như là bằng 0,2 0,2 trở lại, hay là 0,02 ấy. 0,2 cao bao nhiêu nhỉ? Cao 10 đúng không? Cao 10, thì bài này là 0,2.
0,2 này, MSAT này sẽ suy ra được MSAT sẽ bằng CX0 này bằng MSAT trên K sẽ bằng 0,2 trên 10 bằng 0,02 mét và bằng 2 cm. Rồi giờ mình sẽ giải thích cái này. Cái X0 ấy mình sẽ phải tính cái X0 này. Ban đầu nhá, mình vẽ hình ra đây này. Đây ban đầu là vị trí trừ 12 này. Thì mình phương trình này là mình xét tại vị trí trừ 8 này. Còn trừ 12 vị trí cân bằng ban đầu của nó là đây, trừ 8 đây cho nó về bằng. Thì đây là vị trí 0. Thường thường, bình thường nếu mà không ra động tác dần thì nó sẽ ra 12 đúng không? Và ra vị trí cân bằng của nó tại 0. Nhưng mà khi mà nó ra động tác dần ấy, thì vị trí cân bằng của nó là sẽ là x0 này. Vị trí cân bằng mới x0. Vị trí cân bằng x0 này mình đã giải thích từ cái chương dao động duy trì rồi, dao động tắt dần rồi. Cái phần dao động tắt dần mình đã giải thích thì nó sẽ vị trí cân bằng của nó là x0. Mình sẽ phải tìm cái vị trí x0 này để mình tính ra được cái x này. Đúng không? Nó hỏi cái vận tốc tại 0 nhá. Nếu mà hỏi vận tốc ấy thì mình sẽ nhớ ngay công thức là A bình này bằng x bình cộng với V bình trên OE bình. Thì cái omega mình biết này. Để tính vận tốc thì mình sẽ phải tìm x và a. Nhưng mà x, a khi nó ở đây nó sẽ thay đổi, chứ nó không phải là cái ban đầu nữa, nó sẽ thay đổi. Thì cái này sẽ là a phẩy với x phẩy. Mình sẽ đi tính a phẩy với x phẩy. Để tính được a phẩy ấy, cái a phẩy nó sẽ bằng a trừ đi x0 bằng a trừ đi x0. Cái a mới ấy, nó sẽ bằng a trừ đi x0 này bằng cái x mới, bởi vì vị trí cân bằng là tại x0 đúng không, nên cái x đây sẽ chính là cái x của nó này, x phẩy, cái x phẩy của nó thì là x phẩy cộng với V bình trên OE bình. Thì mình thay vào đây nhá, a là ban đầu 12 này trừ đi 2 này sẽ bằng x phẩy kia nó bằng 2 và cái này bằng 2 này cộng với V bình trên omega bằng căn K. Căn K trên M là bằng 10 trên 0,2 omega bình đấy. Đấy, từ đây mình sẽ suy ra được công thức tính của V thôi. V sẽ bằng 40 căn 3 cm trên giây. Thì cái nhớ thứ nhất là của bài này đó chính là công thức này này. Công thức này là công thức hầu như tất cả các bài tập dần đều sử dụng công thức này. Công thức thứ hai để áp dụng công thức tính V ấy, cái lưu ý thứ hai ấy, đó chính là công thức này. Thôi mình sẽ xóa cái dòng dưới đi, bởi vì cái dòng dưới này chỉ áp dụng cho bài này thôi. Công thức thứ hai chính là công thức này. Nhìn này. Còn nếu mà khi nó ở bên này mà nó di chuyển sang ấy, thì cái x0 nó sẽ cũng lại thay đổi, cái x0 nó sẽ ở bên này. X0 không phải. Đấy, cứ thế là nó sẽ dịch chuyển dần, mỗi cứ nửa chu kỳ là cứ nửa chu kỳ là nó sẽ dao động mất đi một lượng là 2 cm. Đây là câu số 8. Các bạn lưu ý hai công thức này. Câu 13 à? Rồi, bây giờ anh cũng sẽ đi chữa câu 13 vì hôm qua các bạn hỏi rồi. Câu 13 là câu hình vẽ. Anh nghĩ là ngoài này sẽ có một câu như thế này đấy. Có một câu về hình vẽ. Chắc chắn sẽ có một câu về hình vẽ. Câu lý thuyết về hình vẽ. Bây giờ để học vật lý thường thường là
Như năm ngoái hình như có 4 5 câu nó có hình vẽ hiểu ạ. Câu này thì chúng ta sẽ sử dụng là vẽ hình. Câu số 13. Mình sẽ xóa phần này đi. Hơi ướt. Thì cái hướng dẫn của mình về câu này ấy, là mình sẽ vẽ hình, vẽ tiếp hai cái đồ thị nữa là đồ thị AOT và XOT. Thì từ cái hình vẽ này nhá, chúng ta sẽ biết được cái pha của nó đúng không? Ví dụ như là tại vị trí O này thì pha của V là vị trí cân bằng theo chiều dương, thì là pha của V nó là trừ pi trên 2. Trừ pi trên 2 thì pha của A nó sẽ là bằng A sớm pha hơn trừ pi trên 2. Sớm pha hơn pi trên 2 so với V thì phi, nếu mà phi của V là trừ pi trên 2 thì phi của A sẽ bằng 0. Thì ban đầu A nó sẽ ở vị trí biên cực đại. Vị trí biên. Còn x ngược pha thì x nó sẽ ở vị trí biên âm. Mình sẽ vẽ tiếp hai cái hình. T này, đây là O này, đây là V. Thế bây giờ vị trí này. Đây là T1 này, đây là T2 này, đây là T3 này, đây là T4 này. Thì nhá, mình có thể vẽ luôn đồ thị lên trên này, nhưng mà để nó dễ nhìn hơn thì mình sẽ vẽ xuống bên dưới. Vẽ đồ thị A chứ, tên A này. Thì mình từ đây mình xác định phi của nó là trừ pi trên 2 nhá. Thì phi của A gia tốc này nó sẽ là không, không thì nó ở vị trí đại ở đây này, ở đây thì nó sẽ đi xuống. Đấy, vị T1 đây, T1 đây, T2, T2 đây, T3. T3 đây. Và T4 là đây. T4 đây. Còn cái tiếp theo đó là đồ thị của x. X này, O này, T. Thì x nhá, nó sẽ ngược pha đúng không? Ngược pha thì nó sẽ đi từ dưới lên này. Vẽ cái hình nó hơi xấu. Đây là T1 này. Đây là T2 này. Đây là T3 này. Và đây là T4. Thì từ cái hình này ấy, từ mấy cái hình này ấy, chúng ta sẽ nhìn ra được là đáp án là đáp án đúng là đáp án B. Tại thời điểm T3, ly độ của vật có giá trị âm. Đây T3 đây. T3 đây. Thì ly độ của vật nó ở đây. Này, vị trí này âm. Biên âm. Chính xác là biên âm. Còn nếu mà nếu chị học thì vẽ, nếu mà vẽ ba hình nó sẽ rắc rối. Đây mình vẽ như này để cho dễ nhìn thôi, chứ đi học thì bạn có thể vẽ lên một cái này. Thì mình sẽ thay đổi cái này hay không để chúng về nữa, mình có thể bỏ trống.
Thì học mình nháp thì mình muốn viết kiểu gì cũng được đúng không? Chỉ cần dễ hiểu thôi mà. Còn nếu là mình sẽ viết như này. Đây, vẽ một cái đường này. Mình sẽ cho đường A, còn lại vẽ thêm một cái đường X nữa để từ đó nhìn trong màn hình. Câu 13 là một câu khá hay. Sẽ có những câu như thế này. À, về chương sóng cơ ấy. Chương sóng cơ nó cũng có cái đồ thị biểu diễn giữa U với T, à, giữa X với T, U với T đấy. Thì lúc trước thì mình có hướng dẫn một bài về chương sóng cơ rồi, cũng cách vẽ hình của những cái này nhá. Hôm qua có bạn hỏi câu 22, chắc là tính nhầm thôi. Câu 2 ra đáp án A là 0,64 micromet. Khoảng cách giữa 8 vân sáng liên tiếp là 6,72, thì có nghĩa là 7y bằng 6,72, tính ra được y. Rồi sử dụng công thức là ra y bằng lambda bằng ia trên d. Câu 23 hả? Mình chữa câu 12 chứ nhá. Câu 12 thì chỉ viết như này thôi. Câu 12 này. Câu 12 D bằng IA. D bước sóng lambda bằng IA trên D. Lambda bằng IA trên D. Thì thay tất cả vào thôi. Thay vào thì là IA trên IA này. I là 1 cộng với 0,001mm này. 1 cộng trừ 0,001mm. Đúng không? 1 cộng trừ 0,001mm này. Nhân với A là bao nhiêu đó này? Cộng với 0,001mm. D là cái gì đó 0,001 mét. Này. Thì chúng ta chỉ cần nhân thôi, lấy 0,01 này mm này rồi chia cho mét thì sẽ ra là mm nhân mm này trên mét này sẽ bằng 0,01 micromet. Chấm cộng với 0,001 micromet. Đây, mình chỉ việc nhân tung ra thôi là sẽ ra là 0,001 micromet. Còn nếu mà cái về phần sai số này nó cũng chắc là sẽ có một câu về sai số thôi. Các bạn nên đọc lại kiến thức của lớp sai số, kiến thức của lớp 10 nhá. Đặc biệt hình như cho sai khoa nâng cao thì phải. Nó có, đây là một dạng thôi, còn nó có nhiều dạng về công thức sai số lắm. À, kiểu như là của một tích, của một thương, ví dụ sai số tỷ đối. Các bạn về đọc lại cái chương trình của lớp 10 nhá. Đặc biệt hình như là cho sai khoa nâng cao sẽ ghi rõ hơn. Mà ai có ý định, ví dụ ai có ý định là thi đại học quốc gia, thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia ấy, thì chắc chắn là sẽ, mình nghĩ là có một câu về sai số đấy. Sai số nó thực tế mà, nên là bây giờ đề nó xu hướng là sẽ thực tế hóa lên các bài tập.
Câu tiếp theo là câu số 23 bạn. Có bạn vừa hỏi mình câu số 23. Câu số 23 là tính được L này, tính được ZL, tính được ZC thì mình sẽ ra được cái Z tổng trở Z. Tính được tổng trở Z nhá. Từ cái tổng trở Z với cái U hiệu dụng ấy, mình sẽ suy ra được cường dòng điện. Alo, không. Không không cần tính ra cường dòng điện. Mình từ mấy cái Z đấy mình sẽ sử dụng công thức cos phi ấy. Hoặc là tan phi. Công thức này có trong sách giáo khoa. Chắc là các bạn tính nhầm, các bạn xem lại chứ câu 23 có công thức rồi mà. Câu tiếp theo là câu số 30. Câu 30 Câu 30 là đây, vật nó như thế này. Cái này ban đầu nó gắn với vật M này. Vật này có khối lượng 2M này. Xong lại gắn tiếp với vật này có khối lượng M này. Đúng không? Thì mình sẽ tính cái tổng hợp lực những vật 2M này nhá. Đây, mình gọi cái vật 2M. Đây, vật 2M đây. Thì cái vật này sẽ chịu tác dụng của lực thứ nhất này. Chịu tác dụng của ba lực. Lực nhất là lực căng T1 này. Lực thứ hai là lực căng dây T2 này. Và thứ ba là lực P1. Đúng không? Cái M này nó sẽ kéo cái này xuống nên nó sẽ tác dụng lên có một cái lực căng T ở đây là căng, mình gọi là căng T2. Và cái lực căng chính xác cái này là ép đàn hồi đấy. Ép đàn hồi đi. Thì ban đầu nó cân bằng đúng không? Thì chúng ta sẽ có được ép đàn hồi này cộng với T2 cộng P1 trước đi. P1 này cộng T2 bằng 0. Và bây giờ khi mình cắt cái này đi thì nó sẽ chỉ tác dụng của ép đàn hồi này cộng với P1 này. Và nó lúc này nó sẽ chuyển động với gia tốc là A. Đây là về cái Newton ấy, định luật của Newton. Mấy cái định luật của Newton là cái này. Thì từ hai cái này thôi, mình sẽ suy ra được cái là T2 chia lực MA này. Từ hai cái này sẽ suy ra được là MA bằng trừ T2. Mà T2, cái lực căng dây này ấy, nó chính là bằng khối lượng bằng trọng lực của cái vật M này sẽ bằng trừ đi P2 đấy. Đây gọi là P2 đi. P2 thì nó sẽ như là M2 này. M2G. Thì suy ra được là A sẽ bằng trừ G nhân với M2 trên M1. M2, cái vật bên dưới này là M này. Thì cái này sẽ được bằng 1/2 trừ G trên 2. Rồi nếu mà bây giờ cắt cái dây này đây này nhá thì cái M sẽ rơi tự do đúng không? Mà rơi tự do thì cái đấy nó sẽ là gia tốc của M sẽ là G rồi. Nên là cái đấy mình sẽ không phải tính. Thì mình sẽ lại ngay được hai đáp án là đáp án B và D. Và từ cái này tính ra cái A bằng trừ G trên 2 thì mình sẽ suy ra được đáp án là nó là đáp án A.
Câu 31 này. Câu 31 chỉ có một lưu ý này là các bạn sẽ làm được thôi. Đây. Đây là U1 này. Đây là U2. Thì đề bài nó cho U1 đúng không? Nó cho Z, cho nó cho R này, và nó cho Z L này. Thì không phải cái U1 này, U1 trên U2 bằng N1 trên N2 ấy. Cái này ấy, nó chỉ áp dụng đúng với máy biến áp lý tưởng. Còn nếu mà không lý tưởng ấy thì mình sẽ phải sử dụng là công thức này này, UL1 trên UL2 sẽ bằng N1 trên N2. Đấy, các bạn nhớ công thức này thôi. Còn cái tính UL như thế nào thì các bạn biết rồi đấy. Nhá. UL1 trên UL2 sẽ bằng N1 trên N2. Đây là công thức để giải quyết bài 31. Còn câu số 32. Một nguồn sóng. Câu này trưng về sóng cơ. Câu 3 các bạn có thể viết phương trình, nhưng mà nếu mà viết phương trình thì nó sẽ làm ra lâu. Làm lâu. Mà câu 2 thì mình sẽ sử dụng cái này. Cái phương pháp làm theo kinh nghiệm này. Cái D2 này trừ D1 sẽ bằng 15 đúng không? Mà 15 ấy sẽ mình sẽ biểu diễn cái D2 D1 này bằng bao nhiêu lần lambda. Thì tính được bài này tính được lambda bằng 4 đúng không? Thì nó sẽ bằng 15 trên 4 lần lambda. Như là trước ấy, mình đã có một cái này, ví dụ như là x lambda. Nếu mà hai cái mà nó cách nhau x lambda ấy. Thôi hỏi chấm lambda đi. Nếu mà hai cái điểm ấy mà nó cách nhau một khoảng là hỏi chấm lambda thì nó sẽ tương đương với là lệch pha nhau một góc là hai lần hỏi chấm nhân a. Hai lần hỏi chấm nhân pi. Thì bài này nó là cách nhau 15,4 lambda nên là M1 M2 nó sẽ lệch pha là delta phi này nó sẽ bằng là 15/2 lambda. 15 pi trên 2. 15 trên 2 nó là 7,5, 7,5 thì mình sẽ cộng với một cái K2P nào đó. Thì nó sẽ nhau đúng không? Để mình biểu diễn lên một đường tròn mà. Bài này mình sẽ sử dụng đường tròn. Thì mình bây giờ mình sẽ cộng với là K bằng -3 thì nó sẽ delta phi nó sẽ bằng là 3P trên 2. Đấy, nếu mà gặp bài toán mà nó cho hai điểm này ấy, thì mình nên nghĩ là cách sử dụng đường tròn nó sẽ nhanh hơn. Cách sử dụng đường tròn rồi. Để sử dụng cách đường tròn thì cái quan trọng nhất là mình tìm được phi của nó đúng không? Mà bây giờ mình tìm được phi rồi. Bây giờ mình sẽ biểu diễn đường tròn thôi. U này. Rồi, các bạn có thể vẽ dọc, mình thì vẽ ngang. Nó ở vị trí 4. Biên của nó bằng 5 nhá. Nó ở vị trí 4cm và đang chuyển động. Đang mà đang giảm đúng không? Thì nó sẽ ở đây. Nếu mà đây thì là đang tăng, 4 thì đang giảm. Cái M ấy nó sẽ chậm pha pi trên 2, 3pi trên 2 so với điểm 4. Cái M nó sẽ chậm pha, N sẽ chậm pha pi trên 2 thì mình sẽ quay một góc pi trên 2 ở đây này. 3pi trên 2. Đây có phải góc 3pi trên 2. Thì góc này sẽ là góc vuông. Và nếu mà cái góc này là góc vuông ấy thì mình đã chứng minh được cái dấu hiệu vuông pha rồi. XN bình này cộng với XM bình này sẽ bằng A bình. Rồi từ cái này mình sẽ suy ra được cái A biết này, A bằng 5 này, mà XM bằng 4 này, thì XN sẽ bằng 3 hoặc -3, mà nhìn hình là -3. Bài 32 chỉ ngắn gọn như thế thôi. Các bạn lưu ý cái cách biến đổi, cái kỹ năng mà biến đổi độ lệch khoảng cách giữa hai điểm nhá. Để từ khoảng cách giữa hai điểm đấy đổi về cái lệch pha bao nhiêu. Cái này mình rất hay sử dụng rất nhiều trong cái chương sóng cơ. Đây là
bài tập đề thi thử lần 1 mà anh đưa cho các em thì không chữa hết được, nên là hôm sau là cô sẽ up đáp án lên cho các em. Nếu mà không hỏi, không hiểu thì có thể nhắn tin hỏi cô hoặc là inbox qua Facebook cho anh. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau.